Tình ơi sao đi mãi cũng trôi bờ mưa giông. Tình em như sông giăng. Anh Phước đi nè, anh Phước ơi. Kiểm tra mở đây. Rồi đúng rồi. Thuy Đặng, anh mở phân bay ra Thuy Đặng. Chữ Thuy không có dấu, chữ Đăng. Chữ Đăng không có dấu nặng. Dấu hôm qua kia đặt quá vậy. Đúng rồi. Như còn biêu mà. Đi rồi mà. Thuy Đặng. Thuy Đặng Bình Dương. Thuy Đặng Bình Dương 269 nè. Ghi cho em gái cái bảy. Mẹ đang coi chữ Đặng nè. Bộ này nè, 240 của Thuy Đặng nè. Đưa đây. Nè, đưa cái bộ này cho nè. Kéo xuống cái comment, kéo xuống cái fanpage luôn. Thứ 6 của Nguyễn Hằng. Nguyễn Hằng hai bộ, bộ 240, cái đầm 208. 240 với 208. Đừng ghi nữa đi. Đưa ghi cho Nguyễn Hằng rồi đó, Nguyễn Hằng có dấu. Kéo xuống đi. Nguyễn Hằng Bình, Nguyễn Hằng có dấu Bình Chánh 740 kêu kéo tao xuống cái tin nhắn thứ 6 rồi. Áo này còn có đỏ không chị? Đỏ. Hôm nay em xả 5 cái bao hàng mà của sĩ em mà của sĩ bán không được. Sĩ đổ nợ cho nên hôm nay em sẽ xả mấy bao hàng đó. Và xả mấy bao hàng đó cho những chị có chia sẻ livestream để mua hàng tốt. Có những cái hàng rất là đẹp luôn á chị ha. Có những cái hàng rất là đẹp. Sáng khoảng cỡ 9 giờ. Xin mấy chị mỗi chị một lượt chia sẻ nha mấy chị nha. Xin mỗi chị một lượt chia sẻ nè. Hôm nay xả cái hàng đó giùm cho sĩ cho nên giá rất là giật mình nha mấy chị. Nguyễn Hằng có rồi nè. Rồi lấy bộ trắng nó xảy trên lời cho Nhi Trần luôn anh ơi. Nhi Trần. Nhi Trần xảy trên lời. Của Nhi Trần. Anh kéo xuống giùm em ơi anh. Anh kéo cái chỗ trong chỗ đặt hàng giùm xuống em ơi. Có chưa? Rồi Như Trần rồi tôi kéo tiếp nè mấy chị chờ em một phút nha. Huyền Trang không. Huyền Trang không bộ này 240 luôn của Huyền Trang không. Cũng trong cái chỗ đặt hàng anh kéo giúp em. Bé bay xuống để cho bé lùng ghi xuống kéo mấy quạt rồi đồ bật đồ lên cho nó đúng bài bản cái bài cấp của sĩ á. Mày nghe rõ rồi mà đi giùm cái nha. Ở trên từ lầu 3 đi lên cái chỗ phòng bé lùng đi lên nữa là có 4 cái bao hàng hồi bữa để của sĩ Tiền Giang lên á thì đem hết xuống đây. Nghe rõ giùm cái ông nội. Ông chạy cho mau lắm rồi ông lên trển cái ông biết làm con cặp dòng bưng mấy hồ cá xuống nữa. Quỷ à. Nói nó trợn mắt. Tiền Trang gì vậy? Huyền Trang không á. Huyền Trang không. Bước không thấy. Mặc cái bộ yếm mà bữa sale nè bà nội. Mặc cái bộ quần ống rộng yếm. Tôi thích mặc đồ la dông lắm. Tôi thích mặc thun la dông lắm mấy chị. Trời ơi mấy chị bấm cái nút chia sẻ dùm view dùm em trên 100 cái mấy chị. Bỏ đấy rồi. Trời ơi. Quỷ chứ thiện. Nó làm như nó là ông già cái này nè. Nó không chơi cá lầu mấy chị. Xuống này. Này chơi cá mà. Ngồi chơi cá ra ngồi đó không biết chơi ai hết trơn. Lâu lắm không thấy chị Thanh Thảo Quảng Ngãi không. Lâu lắm luôn rồi đó. Như Trần nè. Rồi Huyền Trang không nè. Ai nữa. Du Hằng. Anh ơi ngày hôm qua có cái bill của Du Hằng ha anh ạ. Đó bé lùng ra lấy cái đầm tím 300 ghi cho Du Hằng. Du Hằng mà hai chữ ghi dính á. Sai gì? Size size XL con, đầm tím 300. Qua có hai bộ đây đúng không? Đúng rồi, qua có hai bộ. Du Hằng á phải không? Du Hằng ghi dính á. Cái gì vậy Chí Đẹ? XL 300.
Trời ơi, thằng này đó tôi giết nó quá. Hello, hello chị Kha. Rồi, cảm ơn mấy chị đã chia sẻ giúp em nha. Bây giờ em sẽ lên bao đồ. Nói chung là mọi giá em phải sale hết 4 bao hàng trong ngày hôm nay đi. Em sẽ sale vô hết 4 bao hàng trong ngày hôm nay đi, bằng mọi giá luôn. Cái gì ạ? Với 2 bao áo len hàng Quảng Châu. Lấy cái hàng mà của cái khúc này nè. Đó, để chung chung với 2 cái bao hàng Quảng Châu luôn á. Làm gì có vậy? Cái gì ạ? Gì Quảng Châu gì đó. Ta nói là lấy cái hàng của bà này tổng cộng là 3 tới 5 bao nè mà tao không nhớ. Sao 3 bao được? Với 2 bao len Quảng Châu. Mày đem hàng xuống đây từ từ tính tiếp. Nghĩ sao mà hàng Quảng Châu là để từ phòng ông nội đi lên? Biết ông ngoại. Mà cái hàng này là hàng của bà này là từ chỗ cầu thang đi lên. Từ chỗ cầu thang với lùng đi lên mà mày cãi cái gì không biết nữa. Cho tụi bay mở lộn xộn đó. Nè mấy chị. Nè bây giờ chốt mau và chốt nhanh cho mấy chị nha. Hết áo khoác rồi chị. Hết áo khoác rồi. Hôm qua xả áo khoác hết trơn rồi chị Khoa. Đây nè, bộ đen nè. Bà nội cha cái bộ này mặc thiệt dễ thương luôn. Rồi bây giờ xả hết. Hôm nay em sẽ xả hết, em thu về cái tiền này của em. Bộ này là quần dài. Bộ này là quần dài nè mấy chị. Bộ này là quần dài nha, có xẻ đùi nha. Bộ này là quần dài có xẻ đùi rồi. Bộ này dưới 70kg. Em sale cho mấy chị 250, em sale cho mấy chị 160.000. 160.000 bộ dài đen có xẻ tà. 160.000. 160.000 dài đen có xẻ tà. 160.000 dài đen có xẻ tà mấy chị ơi. 160.000 dài đen có xẻ tà. Chị nào chốt dài đen có xẻ tà chốt giúp giùm em dài đen có xẻ tà ha. Bộ này là 70kg nè. Bộ này 70kg xe cho mấy chị 160.000. Dài đen có xẻ tà nha mấy chị. Dài đen có xẻ tà. Rồi bộ này size dưới 90kg. Bộ ren này size dưới 90kg quý vị. Bộ ren nè. Bộ ren này size dưới 90kg sale cho mấy chị 150.000. Bộ này là quần chính tóc. Chốt giùm em bộ dưới 90kg 150.000. 150.000 bộ dưới 90kg. Mấy chị mà mua kiểu chậm này là em nghĩ like mày đi view ít cũng được. Rồi bộ này dưới 90kg 150.000. 150.000 dưới 90kg mấy chị. 150.000 dưới 90kg. Bộ này là bữa đó tôi nói bán như vũ bảo nè. Bộ này dưới 70kg. Em thông báo với mấy chị là bộ này dưới 70kg nè. Bộ này dưới 70kg. Em nói chị bộ beo này đẹp lắm. Bộ này dưới 70kg. Hàng này là hàng sale mấy chị. Không có sai đâu mấy chị đừng hỏi sai. Ha. Bộ dưới 90kg của Kim Hải Trương nè. Kim Hải Trương 150 đưa gỗ đó lên đây lại. Kim Anh Trương nè. Rồi đây là bộ beo dưới 70kg. Bộ beo dưới 70kg xe mấy chị 160.000. Chốt giùm em beo dài. Beo dài dưới beo dài. Beo dài đây là size L dưới 70kg. Beo dài mày cứ đưa ra cho với lùng nó ghi đi. Mày la cái này đi. Rồi chốt giùm em bộ beo 160.000 dưới 70kg. Beo 160.000 dưới 70kg. Beo dài. Bộ beo của Văn Nguyễn thành phố kìa. Beo của Văn Nguyễn thành phố. Rồi con chân váy này size nhiêu? Con chân váy quần này size L dưới 72kg nè. Chốt giùm em chân váy quần dưới 72kg bán cho mấy chị với giá 80.000. 80.000 chân váy quần nha mấy chị nha. 80.000 chân váy quần. Chân váy quần 80.000. Chị nào chốt 80.000 chốt lên giúp giùm em 80.000 chân váy quần size dưới 72kg chân váy quần. Em có một bộ nơ mấy chị. Cái bao này toàn đa số size L. Em có bộ nơ nè. Bộ nơ vải hơi bị đẹp luôn. Em có bộ nơ quần chính tấc. Chị nào chốt nơ quần chính tấc chốt giúp giùm em nơ quần chính tấc. Nơ quần chính tấc size L. Chân váy size L của cô Lucia Huỳnh nè. Chân váy bộ chị mặc, bộ em mặc có còn mấy bộ sale bỏ trên lầu mà giờ không biết bỏ đâu hết chị. Chân váy 80.000. Bộ nơ dưới 70kg xếp bộ nơ lại ghi L với lùng. Bộ nơ dưới 70kg sale mấy chị 150.000. 150.000 bộ nơ quý vị. 150.000 bộ nơ. Bộ nơ 150.000. Và 150.000 bộ nơ. Cục đầu tôi. Đây mấy chị. Đây là bộ yếm. Đây là bộ yếm nè mấy chị. Đây là bộ yếm dưới 80kg. Ở đây là áo ngoài nha.
chân váy quần khách lấy rồi. Đây là áo thun ở trong nè, bộ này là bộ màu cam, bộ này ở trong áo trong nè, đây là ở ngoài áo yếm kèm nè, kèm với lại quần thun lai dông. Rồi bộ cam đất này size dưới 82kg, sale cho mấy chị 150.000 bộ cam đất. Chị nào chốt cam đất chốt giùm em bộ kia gói lại quăng cho chị gì. Cam đất bộ nơi Minh Anh, bộ nơi Minh Anh của bé Lùng ở 150. Bộ cam đất này dưới 82kg vải đẹp lắm, sale luôn cho mấy chị 150. 150 cam đất nha, 150 cam đất quý vị ơi, 150 cam đất. Chị nào chốt cam đất 150 chốt lên giúp giùm em cam đất 150. Bộ yếm 150 của Tuyết Trinh nè. Bên em là không gọi điện chốt hàng, bên em đừng cho địa chỉ số điện thoại trên line. Mà bên em làm ơn không được cho địa chỉ số điện thoại trên line, và bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận chị Trinh. Chị Trinh lưu ý giúp em nha. Cái bộ đây là bộ giả rin nè. Bộ giả rin này size dưới 82kg, bộ giả rin yếm đẹp lắm. Bộ giả rin này mặc lên hơi bị phê luôn nha. Bộ giả rin kèm với lại quần quần dài. Bộ giả rin này sale mấy chị 160.000 dưới 80kg. Chốt giùm em giả rin, chốt giùm em bộ giả rin size XL 160, bộ giả rin size XL. Nhắn tin cho Tuyết Trinh xin địa chỉ số điện thoại chị Thiện ơi. Chốt lên giúp giùm em. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ hoa cúc. Đây, lên tiếp tục cho mấy chị bộ hoa cúc. Bộ hoa cúc này size XL là tương đương khoảng cỡ dưới 85kg. Rồi chốt giùm em hoa cúc, sale cho mấy chị 130.000 hoa cúc. 130.000 cô tông hoa cúc, dưới 85kg 130.000 cô tông hoa cúc. 130.000 cô tông hoa cúc mấy chị. Chị nào chốt cô tông hoa cúc chốt giùm em cô tông hoa cúc nha. Cô tông hoa cúc, chị ơi áo dài cách tông bao nhiêu một bộ? Áo dài cách tông đỏ, đỏ chút nữa lên nha. Bộ hoa cúc của Võ Phúc Bi đang cầm ở 130. Bộ giả ren Văn Thúy, bộ giả ren là gì? Bộ giả rin của Văn Thúy nè, 160 của Văn Thúy con. 160 của Văn Thúy, giả rin. Giả rin của ai? Giả rin 160 của ai? Mai Nguyễn Mai. VB Mai Nguyễn Mai 160. Mai Nguyễn Mai 160. Có cái kéo đó, không cho gì cái kéo hả? Bộ nơ hồi nãy, bộ nơ XL còn nè mấy chị. Bộ hoa cúc phải là bộ nơ XL dưới 80kg còn nè. Bộ này hồi nãy nhiêu ta? 150 hả? Bộ nơ XL 150 còn nha. Chốt giùm em nơ XL. Nơ XL là nơ 80kg á. Chị nào chốt nơ 80kg chốt giùm em nơ 80kg. Chị nào chưa chốt chốt giùm em nơ 80kg nha mấy chị nha. Nơ 80kg. Hồi nãy ai chốt bộ ren? Đây, bộ này size dưới 70kg nè, Văn Nguyễn thành phố, bộ này dễ thương lắm. Văn Nguyễn thành phố ơi, bộ này dưới 70kg chốt giùm em đen viền trắng nơ 150 của Tuyết Trinh. Nơ 150 của Tuyết Trinh nè. Tuyết Trinh có địa chỉ, bên em không gọi điện chốt hàng, với lại bên em không cho kiểm tra hàng nha chị Trinh. Trời ơi, bộ này nè, bộ đen viền dưới 70kg, chị nào chốt trúng mánh là bộ này 160. Chốt giùm em đen viền trắng 160 size L. Đen viền trắng 160 size L. Đen viền trắng 160 size L. Ớn Trắng sĩ giờ ngồi lại bán này nè. Ớn thiệt. Hồi nãy chị Nam Khánh có là chị Nam Khánh hồi nãy lấy size 2X mà hết size rồi. Bộ ren nè mấy chị. Bộ ren sale 150 nè, nơ khách lấy rồi. Đen viền trắng của Trúc Mai Đào. Đen viền trắng của Trúc Mai Đào. Bộ này là bộ ren nè mấy chị. Bộ tay ren nè. Bộ tay ren này 150.000 dưới 70kg. Dưới 70kg tay ren. Chốt giùm em dưới 70kg tay ren. Chị Hạnh bộ nơ đó hết rồi, chút nữa chị Hạnh chốt là chị Hạnh đừng chốt số điện thoại sau. Chị cứ chốt bộ lên đi, rồi từ từ là mình cho địa chỉ số điện thoại sau. Chứ chị chốt kèm như vậy chị chốt không có lại đâu nha. Chị chốt không lại tại hàng sale bên em là ghê lắm mấy chị sale em. Em sale em lỗ nhiều lắm chứ không phải sale để ngồi mà cầu cưa cứu cứu không có. Mấy chị lưu ý giúp em ha. Em viền trắng khách lấy à. Đen ren thôi, đen ren của Gia Bảo rồi con. Đen ren của Gia Bảo. Để em coi thử nếu mà hàng này không có size 100kg đâu con bé. 150. Bộ này dễ thương nè. Bộ này mới dễ thương, bộ này dễ thương mà vải đẹp nữa nha.
Chốt giùm em bộ phối rêu. Bộ phối rêu dưới 70 kg, bộ này đẹp lắm. Bộ này mấy chị mặc lên là đều cưng hết trơn á. Chốt giùm em bộ phối rêu dưới 70 kg. Bộ phối rêu 160.000 phối rêu. 160.000 phối rêu mấy má ơi. 160.000 phối rêu nha. Phối rêu 160. Rồi bộ FF này size L dưới 70 kg luôn. Chốt giùm em FF. FF dưới 70 kg 160 luôn. FF dưới 70 kg 160. Bộ này dễ thương lắm. Bộ này đợt nó đóng phim Cua Lại Vợ Bầu nè. Phối trời ơi ác ghê. Nguyễn Trang, người ta phối ruốc mình kêu phối rêu giống như con điên á. Phối ruốc của Trúc Đào Mai 160. Chốt giùm em bộ FF nâu. À bộ FF trắng đen. FF trắng đen dưới 70 kg 160. Nguyễn Trang. Hồi nãy em có cái bộ giả rin mà size L nè. Size L là dưới 70 kg giả rin. Chị nào chưa chốt giả rin size L, chốt giúp giùm em giả rin size L. Cái bộ FF đó em có size L dưới 70 kg và size XL dưới 80 kg. Chị nào chốt cái size nào thì báo giúp em ha. Chị nào chốt cái size nào thì báo giúp em. Hồi nãy có một cái bộ yếm dưới 82 kg đúng không? Yếm ống rộng thì đây còn một bộ nè. Đây còn một bộ yếm ống rộng. Bộ phối rêu, bộ phối hồng ruốc. Yêu nói sao em nói, bởi em nói giống con khùng lắm mấy chị thiệt. Em nói hồi em biết nói con mẹ gì luôn á, thiệt lòng luôn. Thiệt, nói xong không biết nói gì mấy chị. Không ai cho. Cái bộ FF này nè, mấy chị size XL không lấy uổng lắm luôn á. Cái bộ này mấy chị mặc lên gọn. Vừa gọn mà vừa đẹp nữa mấy chị. Gọn lắm mà đẹp lắm. Bạn đứng quá. Rồi tiếp tục. Giá trời bộ này 2 ịt đi. Rồi, bộ này là bộ lưới, bộ lưới này dưới. Bộ lưới này bà Năm Khánh vừa nè. Bộ lưới này bà Năm Khánh mặc vừa nè. Nè chốt bộ lưới này 150 cho Nam Khánh đi. Chốt mày đã tính ra đây mà qua kia. Nam Khánh đi. FFXL của Tâm Thanh nè. FFXL của Tâm Thanh nè, 160 nè con. Xin địa chỉ số điện thoại chế Tâm Thanh. Oxy dầu mà OB lắc. Đây, sở trường và sở đoản của em. Đó, sở trường và sở đoản của em. Đây mấy chị, bộ này chốt giùm em bộ beo nè. Dễ thương không? Bộ beo này size L dưới 70 kg. Bộ beo này size L dưới 70 kg. Rồi, bộ beo này sale cho mấy chị 160. Chốt giùm em beo 160 size L. Chốt giúp giùm em mà beo. Chốt giúp giùm em beo. Thấy chị không? Nãy giờ chưa có size chị Hiền Huỳnh cho nên em không có kêu chị. Beo này size L nha. Ồ tại cái hàng tồn này còn gì mình quất cái đó á. Nguyễn Thị này, tại hàng này của sĩ chị lên á. Sĩ chị nó nghỉ bán á. Heo trai nghỉ bán. Bộ beo của Hình Như nè, 160. Ôm. Đẹp mà nhỏ đúng rồi nè. Nè nè nè, cái bộ nơ này dưới 70 kg, nãy bé nào chưa kịp chốt giờ chốt bộ nơ nè, bộ nơ 160 nè. Bộ nơ kèm với quần chính tất 160. Bộ nơ này size dưới 70 kg nha, chốt giùm em caro nơ. Bộ carona này mặc lên đẹp lắm. Dạ thấy chị. Bộ carona này mặc lên trời em nói thiệt đẹp như cái ấy luôn mấy chị. Đẹp như cái ấy luôn. Mày vô mày phốt tao nữa hả Lý? Hả? Trời ơi đây. Nè nè, bộ đen viền trắng hồi nãy chị nào chưa kịp chốt, chốt tiếp nè, đen viền trắng. Đen viền trắng hơi bị xinh luôn nha. Đó nơ của da. Da hảo nè 160. Đen viền trắng size L dưới 70 kg. Chị nào chốt đen viền trắng kèm với quần chính tất, chốt giùm em đen viền trắng. Đen viền trắng dưới 70 kg quý vị ơi. Nè, đen viền trắng dưới 70 kg. Mặc size XL chị Hiền Hùng. Mà chị thì chị em biết cái gu chị là chị thích mặc thoải mái. À giả rin còn nha. Bộ giả rin này em còn size XL dưới 80-82 kg nè, bộ giả rin. Đây bộ giả rin em có size dưới 70 kg và dưới 80 kg nè. Đen viền của Minh Anh. Trời ơi bộ giả rin nè, hồi nãy sale 160 nè quý vị. Em có size dưới 80-82 kg. Quần dài ha. Và có size 80-82 kg. Dưới 80-82 kg là 72-82 kg. Bộ giả rin. Chốt giúp giùm em giả rin 160. Dưới 72 kg và dưới 82 kg. Dưới 72 kg và dưới 82 kg. Bộ giả rin. Chị nào chốt giả rin, chốt giúp giùm em giả rin 160 còn 2 size. Đây là người ta gọi là bộ môn làng nè, giả rin cho
Da cháu 80kg, 80kg, 160 của chị Huyền Huỳnh nè. Mấy chị ơi, cái bộ này mấy chị mặc lên đẹp lắm. Người ta gọi là bộ môn làng hả mấy chị? Bộ này người ta gọi là bộ môn làng. Bộ môn làng này size như bộ môn làng này size dưới 82kg. Cái ấy là cái gì vậy? Cái ấy là cái gì chị? Đen viền trắng không? Hàng này hàng xã của con mấy con sĩ chị cách đây 18 tháng rồi. Nè, chốt giùm em bộ môn làng nha. Cái ấy là cái gì là sao? Bộ môn làng này dưới 82kg, sale 160 bộ môn làng. Chốt giúp giùm em môn làng mấy chị. Môn làng 160. Chị Dân, chị hỏi cái gì? Cái ấy là cái gì? Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Bên đây lại cái hàng này nè. Môn làng của chị Huyền Huỳnh nè. Đây là đây, cốc đây vô. Môn làng. Cắt nha. Cắt luôn nè. Đừng cắt đồ nha. Môn làng còn không? Một bộ à. Cái bộ này chị Tâm Trương lấy cho cháu được nè. Bộ này chị Tâm Thương lấy cháu được. Ở trong là áo trắng ha. Ở trong là áo trắng có co giãn ha. Ở ngoài là áo yếm ha. Ở ngoài là áo yếm nè chị, dễ thương lắm. Và ở dưới là có một cái quần ống rộng màu cam nữa. Chốt giùm em bộ cam. Hết rồi gái. Môn làng là mang cái ấy. Đây là bộ cam nha. Bộ này là bộ cam sale 150 ngàn dưới 82-83kg. Chốt giúp giùm em bộ cam. Chốt giùm em bộ cam quý vị ơi. Ở ngồi lại láng đồ cũ ớn lắm mấy chị. Ngồi bán lại đồ cũ em ớn lắm, em biết mấy chị ớn hay không mà em biết. Thì các em ít khi nào em may những cái bộ gì lắm mấy chị. Thật lòng luôn. Dùng từ là ít khi nào. Rồi lên bộ nhà cho mấy chị nha. Bộ nhà cam của Huyền Huỳnh nè. Rồi bộ nhà này chốt giùm em dưới 67kg. Bộ đỏ này chốt dưới 67kg cho em, bán cho mấy chị 80 ngàn. 80 ngàn bộ đỏ ở nhà dưới 67kg. Chốt giùm em đỏ nhà dưới 67kg. Đỏ nhà. Đỏ nhà mấy chị. Đỏ nhà dưới 67. Dưới 67kg. Dưới 70kg á mấy chị. Đây. Dưới 70kg đỏ nhà nè, 80 ngàn. Rồi cái đây là màu bò ở nhà nè. Màu bò ở nhà 80 ngàn. Màu bò ở nhà luôn. Rồi cái này màu xanh ở nhà dưới 70kg. Xanh ở nhà 70 ngàn. 70 ngàn xanh. Bán 70 ngàn. Bán 70 ngàn đi. Khỏi ghi lại sửa lại 70 ngàn đi. Sao em coi chị Phục không hả, đặt được hả chị? Nãy giờ không thấy Nguyễn Kim chốt gì. Bộ đỏ nhà của Võ Phúc nè. Bé Lùng, Võ Phúc 70 ngàn nè. Chốt hết đi chị Võ Phúc. Em có bộ bò nhà và bộ xanh nhà nữa nè. Chốt hết đi chị. Xanh lá cây ở nhà. Còn cái đây là xanh ngọc nhà nè. Này là xanh ngọc ở nhà. Chị nào chốt xanh ngọc nhà thì chốt giùm em xanh ngọc nhà nha. Xanh ngọc nhà, xanh nhà 70 ngàn luôn. Là xanh bi đang cầm á. Võ Phúc xanh nhà 70 ngàn đưa qua lẹ đi. Rồi tiếp tục đây là đen nhà nè. Đen nhà 70 ngàn luôn. Chị nào chốt đen nhà dưới 70kg thì 70 ngàn luôn đen nhà. Đen nhà nha mấy chị nha, đen nhà. Chị nào chốt đen nhà thì chốt lên giúp giùm em đen nhà. Xanh ngọc của Minh Anh. Bi đang cầm xanh ngọc của Minh Anh. Bi đang cầm xanh ngọc của Minh Anh. Ừ. Bán lại nó ớn chết đĩ mẹ luôn. Xanh ngọc của Võ Phúc 70 ngàn của Võ Phúc. Môn làng là cái tên đẹp nhảy đẹp chứ. Môn làng là mang nồn nữa. Rồi bộ này size số 2 80 đến 100kg. Chốt giúp giùm em bộ Gucci 3D 80 ngàn. 80 ngàn Gucci 3D luôn mấy chị. Bộ này quần dài luôn đó nha. Đây 80 ngàn Gucci 3D. 80 ngàn Gucci 3D. Chị nào chốt Gucci 3D 80 ngàn, chốt giúp giùm em Gucci 3D 80 ngàn. Một nùi. Một nùi tối hôm nay mấy chị, đáng lẽ là bộ dài này là 90 ngàn nè mấy chị. Coi đứng hình không hả? Thoát ra vô lại thôi chị. Bán 80 ngàn bộ đầu tiên thôi. Rồi 80 ngàn. Ớn, em bán đồ cũ là em ớn muốn chết luôn mấy chị. Bộ 3D của Ngọc Dầu rồi. Rồi chốt giùm em bộ cô gái môi son. Cô gái môi son cũng 80 đến 100kg. Xin lỗi mấy chị nha, cho nè mấy chị, chốt giùm em cô gái môi son. Chốt giùm em bộ cô gái 80 đến 100kg. 80 đến 100kg cô gái môi son. Cô gái đen môi son.
bán luôn 80 cô gái đen môi son. Rồi chốt giùm em LV nâu 80.000. Chốt giùm em FF nâu. FF nâu cô gái môi son của Ngô Tú Linh là 80.000. FF nâu mấy bộ này mấy chị dễ mặc lắm. Cô gái khách lấy rồi. LV. LV. Mấy cái này dễ mặc lắm mấy chị, LV. Rồi Adidas. Adidas, cô gái khách lấy rồi. Adidas, Adidas mấy chị, Adidas. Adidas FF nâu của Ngọc Trinh Nguyễn. Đúng rồi. FF nâu Ngọc Trinh Nguyễn. Cái này là mặt cười nè. Cái này bộ mặt cười nè mấy chị, Mickey mặt cười. Mấy bộ đây 80.000 mà em nói mấy chị vải đã gớm lắm. 80.000 vải rất là đẻ luôn. Vải đẻ lắm luôn mấy chị. LV Huyền Huỳnh FF nâu của Huyền Huỳnh là 80.000. Đưa cho baby ghi đây, đưa lồng ghi. Ghi cái nào, ghi tên ai đọc cho nó thì chứ không nó lơ lơ nữa. Rồi LV của Tuyết Mai Phạm. Ủa lộn, đúng rồi, LV của Tuyết Mai Phạm. Rồi Adidas của Ngọc Dầu. Hết à, hết Gucci rồi gái. Adidas Ngọc Dầu, đây nè. Adidas Ngọc Dầu. Ớn với bán đồ lại của mình còn ớn, bán đồ xưởng khác nó còn lòi le hơn nữa. Thiệt. Em không có duyên với bộ mặt cười của Võ Phúc nè, 80.000 của Võ Phúc. Em không có duyên bán đồ của xưởng khác đâu, cô gái đồ hết rồi. Có một size nhỏ nữa Phan Thanh Tuyền, size ta 60-80kg. Hàng 3D này tụi trên mạng nó bán có 1 size à mấy chị, của em may tới 2-3 size đó. Rồi bộ pyjama mấy chị. Pyjama con cò. Bộ con chó là gì đâu. Con gấu. Đây là đầm gấu nè chị, đầm gấu 100.000, dễ thương lắm chị. Đầm gấu 100.000, định em định để lại mặt hả chứ. Thôi mấy chị đừng mặc đi mấy chị. Ai? Em ơi, sao coi từ số 2, số 1 cái màu à? Số 1 Nguyễn Lý cũng vừa đâu, em vì hết là Nguyễn Lý. Em à, lấy Adidas số 2, coi thử Adidas số 2 còn cho Nguyễn Lý không? Bi. Rồi, cho Nguyễn Lý cho 80 đi. Adidas 100kg của Nguyễn Lý. Đây là bộ pyjama nè mấy chị. Pyjama hình con hạt nha. Pyjama này dưới 90kg cũng vừa. Pyjama đùi bán mấy chị cho, bán mấy chị 100.000 pyjama đùi đi. Pyjama đùi này từ 70 đến 90kg vừa. Chốt giúp giùm em pyjama đùi, bán cho mấy chị 100.000. Pyjama đùi 100.000. Pyjama đùi 100.000. Pyjama đùi đen 100.000. Hãy số 1 của Tuyết Mai Phạm là LV, có Tuyết Mai Phạm. Tuyết Mai Phạm là LV. Hồi nãy Tuyết Phạm lấy gì rồi? Pyjama đùi của Châu Võ nè. Châu Võ 100.000. À pyjama Võ Phúc lấy bộ này nha. Võ Phúc 100.000. Võ Phúc 100.000. Hồi nãy Nguyễn Lý lấy bộ Gucci đúng không? Để coi thử bộ này số 2 hay số 1. Nếu số 2 chị yên chốt cho rồi. Bộ này Nguyễn Lý số 2 nè, Gucci số 2 của Nguyễn Lý 80.000 nè. 80.000 Nguyễn Lý số 2. LV còn, FF còn ha. LV còn, FF còn. Bộ gấu nè. Bộ gấu nãy giờ chị nào lấy ta? Cái bộ này đẹp quá trời. Con chó. Bộ mặt cười. Chị đầm đó em vừa không? Không vừa. Pyjama đùi khách lấy rồi. Trời ơi cái bộ này đẹp lắm. Lấy hai bộ số 1 coi thử có chỗ đó có bộ số 1 nào không. Trời ơi cái bộ mặt cười này đẹp lắm nè mấy chị. Cái bộ mặt cười này rất là đẹp luôn. Sao mấy chị không lấy Mickey mặt cười nè. Bộ này bộ số 2. Có mấy bộ số 1. Phan thì Thanh Tuyền đi. Ừ. Ở kia còn số 1 không? Ai đi đáp số mấy vậy? Để coi. Cái này số 2 nè. Bỏ vô bì đi số 2. Này số 2 nè. Để kiếm bộ số 1 cho tiền cho đủ nè. Nè số 1 của Phan Thanh Tuyền 80.000 nè. Phan Thanh Tuyền 80.000. Bộ gấu của chị Võ Phúc nè. Võ Phúc 80.000. Này của ai vậy? Mày ghi số 2 mà cái số 2 cũng không thấy nữa Bi. Mày quăng giùm tao cái cây bút lông này cái vậy. Quăng mẹ mấy cái bút lông bạc bạc màu ơi. Quăng luôn ơi.
Em bé 87kg của Ngọc Trinh Nguyễn. Đâu bộ em bé nãy đâu rồi? Em bé 87kg của Ngọc Trinh Nguyễn nè, nè Ngọc Trinh Nguyễn nè. 80.000 của Ngọc Trinh Nguyễn nè. Pyjama đùi khách lấy rồi. À, còn 3D nào số 1 cho em 3 bộ Tuyết Mai Phạm. Ủa Tuyết Mai Phạm nãy giờ mấy ấy rồi? Mấy bộ rồi? Tuyết Mai Phạm nãy giờ mấy bộ rồi? Tuyết Mai Phạm nãy giờ 2 bộ. Tuyết Mai Phạm 2 bộ hả? Cài áo có bán không hả chị? Hai này cái này dễ thương hơn rồi. Rồi đầm 3D bán mấy chị 100.000. Có một cái à. Đầm 3D cô gái này bán mấy chị 100.000. Dưới 95, nói chung là cái này dưới 100kg cũng vừa này. 70 đến 100kg cũng vừa. Chốt giùm em đầm 3D. Chốt lên giúp giùm em đầm 3D nha. Pyjama em còn bộ. Pyjama còn bộ này. Đi cái này chay coi cho má chồng bé lùng nè. Má chồng bé lùng. Nè hai bộ pyjama của Hammy Nguyễn nè. Pyjama hot rồi. Cái gì chứ chị? Bữa giờ quần hơi ngắn vậy. Bộ này đồ bộ có sai. Đầm 3D của bé Bích Thủy là 100.000. Rồi chốt giùm em bộ gấu ha. Ớn bán hàng sale là ớn quá trời. Rồi bộ gấu 70 đến 100kg bán với chị 100.000 bộ gấu. Chị nào chốt bộ gấu 100.000, chốt giùm em bộ gấu 100.000. Bộ này chị Tâm Thiện mặc ok. Ủa lộn, bộ này chị gì đó mặc rất là ok nè. Chị gì quên mất mẹ rồi. Chị Tâm Trương. Bộ gấu đầm 3D khách lấy rồi. Bộ gấu của chế Huyền Huỳnh nè đó. Nè cho bà bộ này với lại thêm bộ đùi nữa nè. Bộ đen với bộ nâu của Huyền Huỳnh nè. Có đen với nâu nha quý vị. Nè Huyền Huỳnh 2 bộ 200 của Huyền Huỳnh bỏ chung bịch luôn. 2 bộ của Huyền Huỳnh có đen gì có nâu. Võ Phúc nè. Võ Phúc bộ đen nè. Nhà lùng Võ Phúc 100.000 nè. Võ Phúc 100.000 nè. Kim Anh Trương có bộ nâu nữa nha. Kim Anh Trương bộ đen nè. Kim Anh Trương bộ đen nè. Bộ đen của Kim Anh Trương 100.000 nè con. Kim Anh Trương 100.000 nè. Đầm 3D khách lấy rồi. Lấy đầm mà chị Yên còn cái đầm 3D này nè lấy đi. Dễ thương không? Không mà đầm này form nhỏ rồi. Đầm này form dưới 85-90kg à. Chốt giùm em đầm gấu 100.000. Bộ gấu của Bùi Ngọc Diễm. Bây giờ em gấu em chỉ còn màu bò thôi. Bây giờ gấu em chỉ còn màu bò thôi. Chị nào chốt gấu bò chốt giùm em lại gấu bò. Bây giờ chị nào chốt bộ gấu bò thì chốt giùm em bộ gấu bò nha. Bộ gấu bò này Nguyễn Lý không vừa, dưới 90kg. Gấu bò của Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh nè. Gấu bò của Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh 100.000 nè. Bây giờ em còn hai bộ gấu bò. Gấu của Tiến Nguyễn Thị nè, anh Nguyễn Ngọc. Dạ mai em chốt, sáng mai em chốt. Bộ gấu của Tiến Nguyễn Thị nè, 100.000. Ô, mở cái bộ đó ra gì coi thử bé lùng à. Coi bị lộn nha con. Ở đây nó đi cái đầm vậy. Đúng rồi. Thiệt lòng luôn á, bộ gấu này bán mấy chị 100.000 không đáng đồng tiền luôn á. Tiến Nguyễn Thị cái đầm gấu nè, 100.000 của Tiến Nguyễn Thị nè. Bộ gấu bò nha mấy chị nha. Không, ghi đúng rồi đó. Ừ đúng rồi. Nè, bộ gấu em còn đúng một bộ màu bò thôi. Chị nào chốt bộ màu bò này chốt giùm em. Bộ này hồi đó em may ra 106, 107, 108 gì á. Nói chung là gần 200 ở gấu nâu của bé Võ Phúc luôn nè, 100.000. Được. Được, bà không chốt, đợi hết bà chốt chi bà nội. Bộ này size L nè, sale với chị 150.000. Bộ này đẹp lắm. Hết rồi đó mẹ nữa coi. Đây mấy chị, bộ gấu đó chị Nguyễn Hồng Hạnh có vừa. Nè em nói mấy chị bộ này là hơi bị mê luôn á. Chốt giùm em bộ quần đen áo trắng nha. Đập đầu tự dần cái vừa bà lọc. Không có vừa, 100kg không vừa.
Bà nội đủ má vừa bán luôn. À chị Tiến Nguyễn Thị không lấy bộ gấu phải không? Rồi lấy bộ gấu là của Tiến Nguyễn Thị lại đi. Cho chị Tuyết Mai Phạm. Cho chị Tuyết Mai Phạm. Bộ này dưới 70kg nè. Ủa em bán cái gì màu xanh à chị? Em bán cái quần què gì mà màu xanh vậy? Bộ này dưới 70kg. Sale mấy chị 150.000. Sale mấy chị 150.000. 150.000 quý vị ơi. Bộ đen trắng của chế Nguyên Phạm 150.000. Rồi bộ bi này size dưới 80kg nè. Bộ bi này xinh lắm. Bộ bi này rất là xinh. Bộ bi ở đợt đó em may 2 lần luôn mấy chị. Nè chốt giùm em bộ bi cổ vét nè. Bộ bi này dưới 80kg. Khi mấy chị mặc lên nó có một cái dây nịt như thế này nè. Rồi bộ bi này 160. Chốt giùm em bi trắng dưới 82kg 160. Bi trắng. Bộ quần trắng áo đen khách lấy rồi. Chốt giùm em bi trắng 160. Bi trắng 160 quý vị. Quý vị chốt giùm em bi trắng 160. Chị ơi còn xếp bộ chính tóc mà cái áo màu đỏ có đường Huyền Ngọc trai. Còn cho anh Nguyễn Ngọc. Bi của bé Huyền Huỳnh nè. Bi của bé Huyền Huỳnh. Còn chị còn. Chị lấy size nhiêu ký? Bi của bé Huyền Huỳnh. Đây em còn một bộ. Bộ này bộ số 2. Số 2 là 80 đến 100kg. Chốt giùm em bộ LV 80.000. Bộ này vải đẹp lắm. Chốt giùm em LV 80.000. 80 đến 100kg LV. Thấy lâu ra lâu vô mà tại em comment sau á. Em bấm muốn chết mà sau người ta. Chốt giùm em bộ LV 80.000. Em bán cho hết hàng á mấy chị. Chứ không có con điên nào nó bán cái giá này đâu mấy chị ơi. Thiệt lòng luôn. Không có con điên nào bán cái giá mà dễ thương giống như em đâu. Bán cho hết hàng chứ không phải bán mà ngồi cầu ô với chầu là không có. Bên em không có chuyện đó nha mấy chị. Bên em hầu như không có chuyện đó. Một bộ này là bộ ống bát nè. Bộ này là bộ ống bát LV của Huyền Huỳnh luôn là 80.000. Bộ này là bộ ống bát nha quý vị nha. Ống bát bộ này dưới 70kg. Ống bát dưới 70kg. Rồi bộ này bán cho mấy chị sale với giá 160.000. Chốt giùm em bộ ống bát áo sọc LV mua tặng à, mà bộ này là bộ sọc. Bộ sọc này 160 dưới 70kg. Bộ sọc này 160 dưới 70kg. Vậy nào chốt bộ sọc 160 dưới 70kg. Chốt giùm em sọc 160 dưới 70kg. Bộ Adidas này. Bộ Adidas này size 80 đến 100kg. 80.000. Vải đẹp lắm mấy chị. Chốt giùm em Adidas. Chốt giùm em Adidas. Adidas 80.000. Chị nào Adidas chốt giùm em Adidas. Adidas 80.000 bộ mấy chị. Chị nào Adidas thì chốt giúp giùm em Adidas nha. Adidas CEO 80 là gì? Bộ sọc của Thanh Hoa 160 nè. 160 của Thanh Hoa. CEO là gì chị? Ajinomoto what the hell. Lấy em bộ đồ every. Khách lấy rồi chị Thị Nương ơi. Thị Nương ơi khách lấy rồi. Thị Nương ơi Thị Nương. Rồi lót đét ra được. Lên tiếp lên tiếp. Bộ nhà 70.000 còn nè Nguyễn Phận. Còn một bộ hình như còn hai bộ. Còn hai bộ nè Nguyễn Phận lấy luôn 70.000 bộ. Nè Nguyễn Phận hai bộ nè con. Bộ Adidas của Võ Phúc nè. Võ Phúc 80.000 của Võ Phúc. Hai bộ 140. Em không hiểu sao trong nách nó có mấy cái cục hạch vậy nè. Mà nó làm nhức người hoài không biết vụ gì đây nữa. Má sao tôi mệt cuộc đời quá. Adidas Adidas. Ai Adidas Adidas báo giùm em Adidas. Adidas. Nãy em đi đái rồi, em đi đái rồi còn bà em đi. Đây mấy chị LV. LV số nhiêu? LV số 2 80 đến 100kg. LV số 2 80 đến 100kg. Chưa làm được cái con cạc gì mà cứ me bệnh đau với chết chóc không mà ớn thiệt chứ. Adidas ai ẩu lộn cái này là LV nè. Adidas của Nguyễn Hồng Hạnh. Nguyễn Hồng Hạnh 80.000. Tôi tức cái cửa mình mấy chị. Cái bộ đẹp gì mấy chị không mua. Tôi cái bộ đẹp gì tôi không mua là tôi tức cái cửa mình. Đây nè mấy chị FF đâu nè. Ở lộn FF trắng đen nè. Nghĩ sao bộ này sale 160.000 mà mấy má không mua chừng nào mấy má mua được đồ đẹp vậy mấy má. LV ai lấy vậy? LV của Ngọc Dầu nè. Đây nè. Nghĩ sao bộ đồ đẹp vậy không mua mấy má. Thiệt lòng luôn á. Nghĩ sao bộ dưới 70kg vậy không mua. Coi nè. Bộ FF đâu nè. Bộ FF trắng đen nè. Giày không mua mấy bà nội. 160 không mua. Nó bị mọi bữa đi siêu âm không có gì mà không biết bị gì. Chán đời. Đừng nhắc tới tôi nữa. Nhắc tới tôi chán đời.
LV khách lấy rồi nè. Cái bộ này đầu like nè mấy chị, cái bộ này dưới 7 bà nào dưới 70kg hốt cái bộ này về đi giật giật rồng cho tôi. Không biết nữa gái. Nè em nói mấy chị, cái form này rất là đẹp ha. Cái form của cái bộ này đẹp lắm, kèm với lại quần ống, quần dài mà có xẻ tà mấy chị coi cái form nè. Form áo rất là đẹp, chốt giùm em bộ đen. Bộ đen quần dài xẻ tà. Rồi, giờ sale 150 luôn cho khỏi mắc phong long nè. Bộ đen quần dài xẻ tà, thấy chưa? Bộ đen quần dài xẻ tà Quỳnh Như nè. Quỳnh Như 160. Bộ đen quần dài xẻ tà bán 150 luôn cho khỏi mắc phong long. Dưới 70kg. Đen quần dài xẻ tà size L dưới 70kg quý vị. 3D số 1 hot rồi chị Hoa Nắng, hot 3D. Hot 3D số 1, số 2 gì rồi chị? Mấy chị muốn mua hàng sale 3D chờ đi, ngày mai con bé Lucy nó cầm cái bao hàng em cho nó mượn bán, bển mai nó đem qua. Rồi tiếp tục, baby. Các cái bao dưới vậy. Bộ đen 150 của chị Võ Phúc nè. Lấy bộ dưới nè, lấy bao dưới nè. Rồi muốn set lên set tiếp mấy chị. Mấy chị muốn set là em lên set tiếp cho mấy chị cắt. Bộ đen xẻ tà xuân trang tô không vừa đâu. Bị 2 ra tháng này em biết bị gì. Ngày nào bé Hải nó cũng làm ly susa hạt chia hết trơn. Rồi lên tiếp mấy chị. Lên tiếp bộ trắng, hồi nãy bộ trắng 160, chị nào dành lộn thì còn dành tiếp nè. Bộ bi trắng này size L. Bộ bi trắng này hồi nãy mấy chị dành lộn nè. Chốt giùm em bi trắng size dưới 72kg. Bi trắng size dưới 72kg 160. Bi trắng dưới 72kg 160. 160 bi trắng nha quý vị nha. 160 bi trắng dưới 72kg. Rồi em còn hai bộ bi trắng dưới 72kg 160. 160 160. 160 hai bộ bi trắng dưới 70kg dưới 72kg. Chị nào dưới 72kg chốt giùm em dưới 72kg bi trắng. Bi trắng. Bi trắng còn 3 bộ. Bi trắng còn 3 bộ dưới 72kg. Dưới 72kg bi trắng còn 3 bộ. 160, 160 quý vị ơi, 160 quẹo lựa nha, quẹo lựa 160 nha quý vị ơi. Quẹo lựa. Cũng là size L luôn. 4 bộ 160 bi trắng. Bi trắng 4 bộ 160 quý vị ơi. Rồi mất tiêu hết rồi. Quý vị còn ở đây không giờ để em biết em lên hàng nè quý vị ơi. Quý vị còn ở đây không? Bộ bi của Minh Anh 160 nè. 160 của bé Minh Anh nè, Minh Anh khách cũ luôn phải không? Minh Anh 160 nè. Em lên cho mấy chị một cái bộ, bộ này là hồi bữa em về là hết luôn nè. Bộ này hồi bữa em về là hết luôn á mấy chị. Hết luôn trong đêm luôn. Bộ này size gì? Size dưới 82kg. Chốt giùm em bộ vàng. Chốt giùm em vàng. Vàng này 160.000, sale luôn. 160.000 bộ vàng dưới 82kg 160. Bộ vàng dưới 82-83kg 160 bộ vàng. Chị nào chốt bộ vàng thì chốt giùm em. Lan quê phường tầm này là tầm thường. Rồi bộ sọc này. Bộ sọc này size XL là dưới 82kg nè. Bộ sọc này hồi nãy sale 160 thì giờ sale mấy chị 160 bộ sọc ống bát luôn. Bộ sọc ống bát, bộ sọc ống bát. Sọc ống bát xe mấy chị 160 luôn. Bộ vàng của Ngô Tú Linh 160. Bộ vàng của Ngô Tú Linh 160. Bộ sọc này XL nè. Bộ sọc XL sale 160 bộ sọc luôn. Bộ sọc sale mấy chị 160.000. Bộ vàng em chỉ còn size L. À phải lộn. Em lộn rồi mấy chị, em lộn rồi. Chân váy quần size L dưới 72kg. Hồi nãy của gì ai lấy nè. Ly Na Trần nè. Ly Na Trần 80.000 đúng không chế Ly Na Trần. Bộ sọc 160 của Huyền Huỳnh nè. 160 của Huyền Huỳnh nè con. Lan quê phượng tầm này là tầm thường. Và đây mới là thiên đường. Rồi đầm này size dưới 92kg. Đầm này vải đẹp lắm. Em nói thật nha, cái con đầm vét này nè. Chị nào chưa chốt thì nên chốt con đầm này là sale mấy chị 200. Vải đẹp lắm. Em nói mấy chị vải đẹp mê say Thùy Dung Bi nè. 160 của Thùy Dung. Cái con đầm vét này em nói vải đẹp mê say lắm, dưới 92-93kg nè. Đầm vét dưới 92-93kg, đầm vét dưới 82kg. Đầm vét dưới 82kg. Và đầm vét dưới 100kg sale luôn 200. Sale luôn 200 ba con đầm bò. Sale luôn 300 hai con đầm vét mấy chị. Sọc là gì? Sọc khách lấy nãy giờ rồi lâu nè. Đầm 200 của chị Huyền Huỳnh nè.
là chị size 2X đúng không? Huyền hình nè, phọc khách lấy rồi. Huyền hình 200, huyền hình 200, láng quê phường tầm này là tầm thường, và đây mới là em còn một cái đầm yếm, em còn một bộ yếm gồm có áo, áo trắng ở trong, áo dây kèm ở ngoài và kèm một cái quần ống rộng. Bộ này dưới 82 kg, đầm yếm. À, bộ yếm, chị nào chốt bộ yếm chốt giùm em bộ yếm ha. Sao em vô bữa nay mua không được dạy chị? Đầm vest ăn minh kèm số ký đi gái ơi. Đầm vest kèm số ký hoặc là bộ kèm số ký, mấy chị không cho kèm số ký em thua. Cái bộ hồi nãy nè. Nè. Cái bộ hồi nãy mấy chị mua 160 là size L nè. Thì giờ nó còn thấy trên L dưới 80 kg nè, dễ thương lắm. Bộ này em nói thiệt với mấy chị là hơi bị dễ thương, bộ beo nè. Bộ beo quần nè. Bộ này size dưới 80-82 kg. Bộ này là bộ beo. Chốt giúp giùm em bộ beo. Bộ beo 160 size XL. Chị Ngọc Yên đó đi chị. Chị Ngọc Yên mới đừng có cục cùa rụt rịch gì hết đó chị. Ăn Minh 78 kg hả? Rồi ăn Minh 200 nè. Ăn Minh 200 con. Rồi em có bộ này XL nè, bộ bò dễ thương lắm. Bộ này là bộ bò nơ nè. Đẹp không mấy chị, dễ thương không? Đó. XL. Lấy bộ đó cho Ngô Tú Linh 160 đi. Rồi chốt giùm em bộ bà nơ. Bộ bà nơ quần váy. Bộ bà nơ quần váy xem mấy chị 160. Chốt giùm em bà nơ quần váy XL. Bà nơ quần váy XL. Beo khách lấy rồi. Bà nơ quần váy XL. Có một bộ thôi nha. Kiếm bộ nữa cũng không có nha mấy chị nha. Bộ yếm 82 kg của lâu ra lâu vô nè. 150.000 của lâu ra lâu vô nè. Tôi nói thiệt mấy chị, với cái con đầm này tôi mặc lên là hơi bị đẹp luôn. Tôi cam đoan với mấy chị là con đầm này tôi mặc lên hơi bị đẹp luôn. Ủa mà con đầm này mình đâu mất tiêu rồi ta. Ôi che thôi cất lại đi. Cái con đầm này hổm giờ không thấy luôn á. Mới lên cái đầm vest size 100 kg không chịu hốt đi bà nội. Nhung Lê. Nhung Lê chụp cái đầm đó kèm cái hàng, kèm cái báo giá đi để coi thử nếu mà hàng sale thì chị cho đổi trả, hàng chính quy thì cho đổi trả, còn hàng sale thì không giải quyết nha Nhung. Ha, bộ bò của Hồng Mỹ Chi nè, 160 của Hồng Mỹ Chi. Bò nơ của Hồng Mỹ Chi. Cứ chụp qua đây chút chị coi nha. Tôi nói thiệt với mấy chị á hả, con đầm này tôi mê lắm. Tôi dùng từ tôi rất là mê luôn. Trời ơi. Trời ơi, bà nào dưới 90 mấy ký chốt con dâm nè. Trời ơi, chị nào mà dưới 90 mấy ký chốt giùm em con dâm Chanel nè, dưới 92 ký. Trời ơi, con dâm hơi bị đẹp luôn á mấy chị. Chốt giùm em con dâm dưới 90 kg đi mấy chị. Con dâm này sale mấy chị 180.000, 280 sale 180. Trời ơi, con dâm này quá xuất sắc luôn á. Con dâm này hơi bị đẹp, khách lấy rồi chị Thị Nương. Con dâm này, con dâm của Kim Anh Trương 180 nè. Con dâm này em còn thôi khỏi. Rồi lên tiếp nha. Lên tiếp quý vị. Đây. Bộ đây. Bộ đây là hơi bị xin. Bộ này là hơi bị xin luôn á mấy chị. Bộ này hơi bị xin. Đây. Trời ơi xinh không? Xinh chưa chị Tâm Trương? Trời ơi. Rồi bộ này sale cho mấy chị 160.000, dưới 85 kg. Dưới 85 kg bộ này quý vị ơi. Dưới 85 kg bộ này sale mấy chị 150.000 bộ đen. Bộ đen 150.000. 150.000 bộ đen quý vị ơi. Bộ đen 150.000. Hồi nãy mấy chị hỏi cái bộ quần trắng, quần trắng áo đen này nè, em còn bộ nè. Hồi nãy Lina Trần hỏi bộ này đúng không Lina Trần? Quần trắng áo đen sao chị Huyền Huỳnh thấy comment trước mà mạng chậm. Em thấy mấy bên em á, chứ chị chốt là chị chốt theo mấy bên chị Nguyễn Lý. Đừng nói vậy hồi chị Huyền Huỳnh giận chị tạo nghiệp. Rồi bộ này với bộ, bộ đen này Lina Trần hơi rộng nè. Bộ đen này Lina Trần hơi rộng. Lina Trần 150.000. Rồi chốt giùm em quần đen áo trắng 150.000. Cái đầm Chanel có XL không? Dạ XL đó bà nội, con mới đẻ lại đó bà nội. Dạ XL con mới đẻ lại đó bà nội, form hơi bị đẹp luôn. Nè đưa cho Nguyễn Phượng quần 12-200 đi. Bộ này là size size L nè, dưới 70 kg nè. Chốt giùm em bộ quần trắng áo đen 100 nhiêu quá. Chị Trương Hoàng Minh chốt chậm quá trời luôn. Bộ đen 150 khách lấy rồi bon bon ơi.
này là sao không có size to, tại hàng này hàng của sĩ của em hồi đó mà bây giờ không bán được nữa, em phải xả bằng mọi giá, mà giờ xả cũng không biết tính tiền sao luôn, thiệt lòng giờ em xả mà em không biết tính tiền sao luôn. Bộ này của Lina Trần nè, Lina Trần 150.000, xả mà giờ éo biết tính tiền sao luôn. Rồi lên bộ cotton tiếp cho mấy chị nè, mấy cái bộ này xinh lắm, mấy cái bộ này mấy chị mặc vô là hơi bị mê luôn. Đây nè, bộ con vịt nè, bộ con vịt cũng là cotton xưởng nha em, bộ con vịt dưới 85kg nè, vải đã lắm mấy chị. Bộ con vịt sale 150.000 nè, bộ này mấy chị mặc vô là hàng ngày mấy chị thích mặc liền luôn á. Đang chờ hàng về chị, tại đang bị dính biên á, giờ dính biên gần 500 cái, em cũng đang trong hàng về, khách đặt áo vú chống tuột quá trời. Lấy rồi Phượng, lấy rồi. Em có một con đầm vest nè, size 100kg. Chị nào nãy chưa chốt đầm vest 200 thì chốt giùm em size 100kg. Đây, size 100kg. Ủa chị nói nghe nè chị Tâm Trương, chị thấy chiều nay em đăng lên không? Chị thấy em đăng lên không? Từ một tháng lợi nhuận 20% mà nó cho chiến chương trình Tết, nó đóng bảo hiểm cao hơn chút, cho chiến chương trình Tết mà lợi nhuận 32-40% mà chị còn không lên em nữa, là không biết chừng nào mà mình đỡ vất vả nữa. Minh Anh nãy giờ chốt bao nhiêu bộ rồi anh? Minh Anh là có cái thủ đó nghe. Em không biết bị cái gì trong này đâu hết. Cái thủ khác à? Rồi em lên mấy chị ra cuối cùng là mã bi nè, mã bi luôn, cái cũ quan kia là 5 bộ đó. Rồi hồi nãy mấy chị chốt bi trắng thì giờ có bi đen, đừng đổi qua đổi lại xả biêu thiệt á. Này chị coi mạng chị lại coi, chị em coi không được, con vịt của hành không có vừa đâu, hành rộng. Giờ coi mạng em sao chị, mạng em vẫn like 138, chị vẫn coi, mà bây giờ chị kêu em coi cái mạng em cũng không biết coi làm sao nữa. Rồi bộ bi mấy chị, bộ bi 160, em có bi đen ha. Trời ơi bây giờ mà đợi tới cuối tuần tới, người ta đang chiến Tết đó chị. Rồi bộ bi này em còn size dưới 72 và dưới 82kg bi đen, chốt giùm em bi đen Osama Bin Laden mấy chị. Ồ, kêu Chí Thiện kêu nó nằm lên đây. Không có nhau cái đâu. Lấy ơi, lấy ơi. Chị ơi, mua đồ có được thương lượng tháng 13 không được? Mua đồ cũng được thưởng tháng 13. Chắc tao chết với mày với Nguyễn Lý. Tao không nghĩ mày nghĩ tới cỡ đó luôn á. Tuyết Mai Phạm nè, bi của Hà Vi nè. Ủa Hà Vi sao bữa nay 72kg ta? Bi của Hà Vi 160 nè, Hà Vi 160. Bi đen chị cũng vừa, chị phải hay, là chị thích mặt rộng hồng Mỹ Chi nè. Mạng bên chị bị đứng rồi. Mạng bên chị bị đứng rồi là sao ta? Là ý là do mạng nhà em hay sao mấy chị? Ấy là do mạng nhà em hay sao mấy chị, nói phát một coi. Mạng bên em bị đứng hả mấy chị? Mấy chị coi thử. Bị đen hết sai chị rồi. Mấy chị sao rồi mấy chị? Sao rồi mấy chị ơi? Nè hồi nãy cái zoom 90kg 180 đúng không? Bây giờ em còn cái zoom này dưới 70kg nè. Nãy tôi giấu hết con này nè. Mờ quá hả? Rồi để em đổ qua 3G quốc ơi. 3G nhà mình á. Rồi rõ được chút nào chưa mấy chị? Rõ được chút. Rõ được chút nào chưa? Ra ký 3G chưa? Rồi. Làm cái tột kia mất lên luôn. Rồi đây nè mấy chị. Con zoom hồi nãy em bán xe mấy chị 180 nè. Con zoom này là con zoom này size dưới 70kg, con zoom này đẹp lắm. Con zoom size L dưới 70kg 180. Chị nào chốt 180 chốt lên giùm em nha. Rõ chưa mấy chị? Em đổi qua 3G rồi đó. Mạng ok rồi chị, em đổi qua 3G á. Mua lại đi chị Nguyễn Kim. Mua lại đi chị. À, nhà người ta đang làm vỉa hè bỏ đi không được, mới thứ 6 mới đi được. Rồi đây mấy chị, đây là bộ cotton bò, bộ này hồi xưa em bán dữ lắm nè. Cái zoom đẹp quá quá bạn Nguyên hút đi. Cái zoom này chị Du Hằng muốn thích cái zoom này, size chị Du Hằng không? Chị Du Hằng là khách mới em nè, em để cái của em cho chị nè. Chị Du Hằng ưng con zoom này không? Mà để giá sale 280, để chị 180. Nè chốt cái này cho Du Hằng 80kg là chị bằng em á. Hốt đi chế.
Em ưu tiên cho chế đó, chứ không ưu tiên cho ai đòi. Chốt giùm em zoom. Zoom của ai? Zoom của Dung Ngô nè. Chị Dung Ngô zoom 108 nè. Rồi bộ cô tông. Bộ cô tông size nhiêu? Bộ cô tông vải đẹp lắm. Bộ cô tông này size dưới 73, 74, 7 đó. Nói chung là dưới 73, 74 ký. Dưới 73, 74 ký bộ này. Bộ cô tông bò sale cho mấy chị 150 ngàn, vải đẹp lắm. Chốt giùm em cô tông bò. Chốt giúp giùm em cô tông bò. Cô tông rõ rồi vú ơi, bà nội cha nó rõ rồi vú ơi, cho tao quýnh một cái mày bay lên trụ điện quá. Mày có tin tao điều cho chị Thiện ra rồi đã hốt hàng mày không? Chốt giùm em bộ bò, bộ bò. Chị Du Hàng có ok thì báo giùm em, không ok em xả để em lại em mặc nha. Chốt giùm em bộ bò dưới 73, 74, bò của Huỳnh Như nè. 150 ngàn bộ bò này vải đẹp lắm Như. Bộ bò này mày không cầm vô chứ mày cầm vô mày say sẩm luôn, thật lòng. Rồi cái này là cái gì vậy bà nội? Cái này là con áo sơ mi. Giờ đừng tức nữa được không bà nội? Con áo sơ mi đẹp không mấy chị? Dưới 70kg. Con áo sơ mi này dưới 70kg nè. Dưới 70kg rồi, con này 200 mấy quên mẹ. Giờ sale cho mấy chị 130 ngàn. Chốt giùm em sơ mi dưới 70kg 130 ngàn. Bớt tức đây, bớt tức đây. Bớt tức giùm cái đây. Đâu rồi bà gì, bà chị gì? Du Hằng, Du Hằng đâu rồi? Bộ bò. Sao Thị Nương chốt chậm dữ ta? Bộ bò khách lấy rồi chứ. Thị Nương Nương hôm nay có xem em thành người nổi tiếng. Chị thấy em gớm không? Em nói chị Tâm Trương nghe, là chính vì cái lòng tham của em, 130 ngàn của Quỳnh Như. Chị biết không, một tuần em kiếm cỡ đó. Từ đó mà em lên gần 1 tỷ mà em đánh mất trong vòng 10 phút. Tại sao mình có hệ thống mình không theo? Đó là bài học của em để mọi người theo. Chứ em là em không có mắc cỡ. Mình làm sai mình chịu chị. Ha. Bỏ của Du Hằng cái zoom 180 ra đi, dễ cho em. Không, chị thấy không, em là người coi như nổi tiếng nhất cái group em mấy ngàn người luôn á. Thật. Và sếp là một cái người mà đã hỗ trợ em bước lên lại, chị Tâm Trương. Cho nên bởi vậy em nói là chỉ có tham là chết thôi. Em có một con zoom vải hoa cúc nè. Zoom hoa cúc. Zoom hoa cúc này xem mấy chị 160 ngàn. Zoom hoa cúc này size dưới 72-73kg. Con này đẹp lắm nha mấy chị. Con này có bo lưng nè. Con này có bo bụng rất là đẹp. Zoom này 160 ngàn. Bỏ cái đó lại đây. Có nãy giờ 2-3 lần rồi. Zoom này zoom 160 nè. Tại vì bản thân mình trời ơi, vừa xả xong bà ok. Nè đưa lại cho Du Hằng 180 đi. Rồi cái này của Nguyễn Trang hoa cúc nè. Mà yếu quá tôi không mua được gì vậy, ráng đi chị. Ráng cắm cái con kẹt vô cái con kẹt đi. 160 của Nguyễn Trang. Chị thấy em phá gớm không? Dùm hoa cúc khách lấy rồi. Rồi chốt cho em cái quần thể thao nè mấy chị, đẹp không? Ủa sao mình để mình mặc trời. Quần thể thao này của Sườn Khác. Quần thể thao này dưới 80kg nè. Quần thể thao bán cho mấy chị với giá 80 ngàn. 80 ngàn quần thể thao mấy chị ơi. Quần thể thao 80 ngàn. Rồi chốt giùm em áo cô tông. Áo cô tông cái lưỡi nè, dưới 70 ha. Dưới 75kg chốt giùm em áo cô tông cái lưỡi, bán cho mấy chị 80 ngàn luôn. 80 ngàn. Đây áo cô tông Chanel nè, thôi bán xe mấy chị 80 ngàn. Con này dưới 85kg. Quần thể thao của Gấu Bông Vũng Tàu 80 ngàn nè. 80 ngàn của Gấu Bông Vũng Tàu. Bên chị đứng đĩa hoài. Em nguồn là gì chị? Em nguồn là gì? Ủa đứng đĩa hoài là do từ mấy chị hay là do từ em? Mấy chị cứ làm em bị rối não hoài mấy chị. Mấy chị làm em rối loạn tình đình luôn á. Giờ mấy chị chưa cái mạng chưa ok thì em tắt em like lại. Mà em thấy mọi người mua 130 người vẫn ok mà mấy chị. Nè chốt giùm em chờ neo. Tại vì bên nhà em hiện giờ đang mở tới 4-5 máy rồi. Mà em chuyển sang 3G luôn cho mấy chị rồi đó. 3G mà em đăng ký hàng ngày mà mấy chị chưa ok nữa, nghỉ phẻ đi ngủ mấy chị ơi. Thật lòng luôn á. Áo đen Chanel của A Kim nè, coi A Kim nào nha. A Kim. Dễ nhiều. 80 ngàn. Rồi quần thể thao đây nè, chị Tiến Nguyễn Thị lấy quần màu này nè. Tiến Nguyễn Thị 80 ngàn. Nè Tiến Nguyễn Thị nè 80 ngàn. Còn có đây đưa cái quần đó lại đây. Rồi, Tiến Nguyễn Thị màu cam. Rồi, quần thể thao xanh, quần này dưới 90kg cũng vừa nha. Quần này dưới 90kg cũng vừa, chốt giùm em quần thể thao xanh. Quần thể thao xanh. Quần thể, chỗ
Ờ chủ gì bán đồ để mặc hồi trời. Ờ dúng điên lắm chị. Để xong dành nhìn xong bỏ lại. Bán rồi bà nội. Để lại đâu. Bán rồi, nãy giờ chưa để cái đồ là mặc hết trơn. Con điên nào con cứ gọi hoài trời. Giờ ta live stream mà còn cái con cặc thì gọi hoài không biết nữa. Gọi gọi hồi kích vô chặn nịt mẹ cái nít luôn. Quần xanh của bé gấu bông nè. Mấy chị đừng có làm em bị phân tán tư tưởng nha mấy chị nha. Đây là cái đầm hàng xúc mà tôi không có bán nè quý vị. Tôi nói thiệt luôn nghe, đầm hàng xúc bữa giờ không có hàng để bán. Cái con đầm này vải đẹp lắm. Cái con đầm này vải rất là đẹp và phơm rất là đẹp mấy chị. Phơm đẹp lắm. Em nói thiệt nha, chị nào mà chưa mua con đầm này thì nên mua. Con đầm này 250 dưới nè. Mấy chị ơi, con này là khoảng cỡ từ 70 đến 90 kg vừa. Bây giờ em sell cho mấy chị 180.000 đầm sọc. Con này mặc lên phơm đúng đẹp luôn. Mặc lên phơm em nói mấy chị đẹp như thiệt bà già luôn. Thật lòng. Rồi sell cho mấy chị một cái con mã đầm phối bò. Cái con này đầm rớt tay nè mấy chị. Bán luôn cho mấy chị 140 luôn. Bán luôn 140 luôn. Đây. Đầm của chị Hiền Trương nè. Đây mấy chị, cái con đầm này là dưới nhiêu? Dưới 70 kg. Dưới 70 kg nè mấy chị. Hiền kêu Tâm Trương với Hiền Quỳnh chốt thành hai cái tên Hiền Trương. Rồi đầm này dưới 70 kg nè mấy chị. Tao tán mặt mày cho anh tao nghe. Không phải nghe đâu mà mày đặt nói theo nữa mày. Con đầm này xe mấy chị 140 vải đẹp lắm. Con đầm này dưới 70 kg. Chị ơi chờ coi được gì đâu đứng hồi à. Coi được gì đâu đứng hồi à. Vậy hả chị Hành Lam, giờ thông cảm hết chứ. Mà từ cái cục wifi em chuyển sang cái cục 3G chị. Giờ em không có còn cái cục gì mà để em chốt nữa hết đó chị. Đầm sọc khách lấy rồi. Thiệt. Nhà em mà không vậy. Quần thể thao màu cam còn nè 80.000. Quần thể thao màu xanh xanh nước biển còn nè 70 đến 90 kg. Quần thể thao màu xanh bơ còn nè. Mấy cái quần này mặc sướng lắm. À, quần thể thao xanh ngọc còn nè 80.000 quẹo lửa quý vị ơi. Quần thể thao xanh bơ cũng còn nè. Quẹo lửa mấy chị ơi, quẹo lửa nha. Quần thể thao cam đất nè. Chắc tùy mèo mỗi chỗ. Em là em không bao giờ lấy những con quần này về bán. Ai buồn chịu à. Quần cam đất nè, quần xanh ngọc nè, quần xanh bơ nè. Chắc xài qua xài đây. Bộ cô tông này dưới 85 kg nè. À, hồi nãy chị nào chưa bó chốt bộ cô tông. Bộ cô tông này dưới 85 kg. Quần thể thao xanh bơ của A Kim. A Kim 80.000 nè. Rồi chốt giùm em bộ cô tông dưới 85 kg 150.000. Chốt giùm em cô tông nâu. Cô tông nâu 150.000 nha. Cô tông nâu 150.000. Cô tông nâu 150.000. 150 thôi, mai chốt đơn em đi ngủ mở mắt lên mai đi chết. Cô tông nâu 150.000 dưới 85 kg. Chốt giùm em chân váy quần. Chân váy quần dưới 82 kg. Bộ cô tông 80.000 của A, 80 kg của A Kim luôn. Quần thể thao Nguyễn Hiền nè. Quần thể thao 70 đến 90 kg nha Nguyễn Hiền. Mà xả một cái là coi như tôi chửi bung nóc đỉ luôn nha. Đưa cái quần thể thao lên kêu 70 đến 90 kg rồi đó Nguyễn Hiền. A Kim bộ cô tông 150 chưa bé bê. Quần thể thao Hạnh Hạnh sống. Sao em đọc mấy chị làm như mấy chị không nghe sao trời. Người ta đưa quần thể thao lên tôi kêu 70 đến 90 kg. Bà 60, bà 62 kg tôi chốt hết luôn. Xong rồi bữa nào đổi thấy cái cảnh với tôi. BB quần thể thao xanh bo của BB nè 80.000 cứ vậy không á. Vậy không mà cái bắt đầu cái tôi không để ý. Cái bắt đầu chốt. Chốt xong rồi mặc gì xem chị. Mặc gì xem chị. Mặc quần xì hay là chị muốn mà em mặc quần xì hay mặc quần đùi. Mặc xem là mặc gì chị. Nhiều lúc chị dáng đẹp chị mặc lên cái quần đẹp thế mẹ luôn. Còn em mặc vô cái đẹp cái quần giống như là cái quần bó chim vậy. Sao em dám mặc cho mọi người coi được. Chốt giùm em quần váy dưới 82 kg 80.000. 80.000 quần váy bò. Không nghe em ơi, tại mới vô cho em nhắc cái đầu vú chị luôn á, thiệt á. Xã của Nguyễn Huyền Đà Nẵng ơi kìa. Rồi bộ này dưới 70 kg nè. Bộ hoa cúc này dưới 70 kg nè. Rồi bán bộ hoa cúc này cho mấy chị 130.000 bộ hoa cúc dưới 70-72 kg. Dưới 70-72 kg lấy hai quần thể thao cam. Cam Đức với Sanber gửi chung với Du Hằng và OK Nguyên Thảo Cam Đức.
Với xanh bo chị ơi, hết hết xanh bo rồi. Hết xanh bo chị lấy giúp giùm em. À, em có hình như em có một con đen nè. Em có một con đen à, không phải. Ừ. Em có một con đen nè, em gửi chị cam đất với đen cho Du Hằng luôn nha chị Nguyên Thảo. Nè Du Hằng hai cái nè, mấy lùng 80-160 của Du Hằng. Tôi không xếp hay ít tròn chút chị, em coi thử còn không chứ giờ em cũng đâu có biết vậy. Em đeo biết luôn á. Chị héo cái gì chị cũng phải héo từ từ đi chị. Mày cười cái con kẹt gì mày cười hoài. Nguyễn Lý bán ế chết mẹ con cười nó trời. Giống quỷ ế trời. Quần váy bò em vừa không? Dạ không, dưới 82kg mà. Nè quần đùi nè, sale mấy chị 100 ngàn đi. Quần này 160, 170 sale 100 ngàn. Hai cái nhiêu? Đúng rồi. Mày đứa mày cãi gì nó hai cái 120. Mày rảnh quá. Quần váy 80 ngàn của bé Hồng Mỹ Chi nè, 80 ngàn. Chị ơi em muốn coi đầm màu đỏ. Mai đi mai vô coi hàng Kính Huy luôn. Hoa cúc của Đỗ Quỳnh Như ai giữ? Hoa cúc 130 của bé Đỗ Quỳnh Như nè. Quần này chị nào dưới 75-77kg hốt cho em 60-75-77kg. Nè mấy chị coi quần đùi đã không? Quần đùi của Hà Vi 100 ngàn. 100 ngàn của bé Hà Vi. 100 ngàn của bé Hà Thị Vi. Hà Vi, Hà Vi. Hà Vi. Chị Thiện đứng lại đấy, lấy bộ đồ này nè. Chị Thiện lấy bộ đồ này đi con, ngay cái chỗ cái kệ, ngay cái chỗ cục sạc hồng luôn. Thò tay vô cái bộ đen á, bộ đen mà có phối bò đúng không? Đúng rồi. Rồi lấy size XL cho Cúc Trần không có dấu anh ơi. Cúc Trần không có dấu 8478 thành phố Hồ Chí Minh. XL. Rồi phải ơi, chưa để làm gì đẹp. Có chưa? Có dấu. 240. Rồi baby xuống lấy cái bộ thổ cẩm vàng, bộ này XL luôn nè. Hồi nãy XL luôn. Quần thể thao không có size. Quần đùi khách lấy rồi chị. Quần đùi này ghi cho Trinh Võ nè con, Trinh Võ 100 ngàn. Ủa quần đùi đen tối hôm qua em giờ mặc mớ mà sao mấy chị nè. Quần Cúc Trần luôn nè anh ơi. Cúc Trần mới ghi luôn 240 của Cúc Trần nè. Quần đùi đen qua em về một mớ luôn mấy chị không chốt đâu. Áo cô tông dưới 85kg 80 ngàn vẫn còn nha. Áo cô tông vẫn còn. Áo cô tông em còn hai cái, con này mặc sướng lắm. Áo cô tông còn 4 cái quý vị ơi. Còn 4 cái áo cô tông nha. Sơ mi hồi nãy sơ mi size L vẫn còn nè. Có tỉnh đâu đâu, ai biết uống nào tỉnh. Ai? Ai biểu chơi tôi? Ai biểu chơi tôi? Chơi lớn lắm gì? Mấy thằng là uống cặp hết trơn. Định sáng nay tôi chơi xác số luôn mà không ai chơi tôi phải ngừng. Nghĩa đặng nó cứ cản hoài tôi phải ngừng lại. Rồi bây giờ xả đồ ngủ cho mấy chị vài chục ngàn, 60 ngàn bộ tấu ngủ cho chồng hiếp dâm chơi. 60 ngàn bộ tấu ngủ chồng hiếp dâm thí mẹ luôn. Rồi 60 ngàn bộ quý vị ơi. 60 ngàn bộ nha. Có bộ số 1 là dưới 80kg nè. Nói chung là bây giờ bộ ngủ này em chỉ còn size 60-80kg thôi. Ha. Hò Nguyễn Thế này em còn mấy cái quần đùi nè chị ạ. À. Quần thể thao 80 ngàn nè chị. Quần thể thao 80 ngàn size chị luôn á. Nha nha. Em còn màu xanh với màu cam quần đùi. Nha nha. Bán gì quên mà cứ nhan nhan biết ha. À bộ ngủ 60-80kg bán 60 ngàn bộ cho ngủ bị hiếp dâm chơi. Đây mấy chị. Chốt giùm em chanel này là size dưới 88-89kg cũng vừa nha. Cái con này mặc đẹp lắm trời ơi. Thiệt. Chị mặc vô đi chị, rồi bị hiếp dâm đừng có la em nha. Chị ơi hôm bữa có đầm đỏ đúng không? Có. Không biết nữa Ngọc Nhung Lê. Mai đi mai lên đồ chính quy cho. Mai lên hàng đầm đồ dịa Tết rồi là lên đồ chính quy cho. Ngọc Nhung Lê hai bộ là mày muốn bị hiếp dâm nè con. Ngọc Nhung Lê hai bộ 120 nè, mày muốn bị hiếp dâm nè con. Là tuyên bố cho mày biết luôn á Ngọc Nhung Lê, mày muốn bị hiếp dâm.
Áo gì đây? Áo này là 100.000 cái, hai bộ ngủ của Đỗ Quỳnh Như nè, rồi con này chuẩn bị có bầu nữa nè. Đỗ Quỳnh Như hai bộ 120 nè. Rồi còn hai bộ, còn ba bộ quý vị ơi. Mày chuẩn bị có bầu nữa nè Đỗ Quỳnh Như ơi, tao nói thiệt. Rồi. Bộ này không vừa. Em có một con đầm lính đỏ nè. Em có một con đầm lính đỏ bán mấy chị 70.000 cho vui đầm lính đỏ. Đầm lính đỏ này khoảng cỡ dưới 77 kg, đẹp lắm nha mấy chị, mang giày thể thao rất là đẹp ha. Quần đùi đó size trang tơ vít bùi dừa đó. Nè đầm đỏ 70.000. Áo hồng ha. Áo hồng dưới 88 kg 50.000. Áo thun đen Trinh Võ, chị Trinh Võ lấy cái áo này đẹp lắm. Trinh Võ nè, 80.000 nè. Huế Nguyễn chờ neo đen, coi thử Huế Nguyễn là ai, xin địa chỉ số điện thoại nè. Huế Nguyễn nè. Đầm lính đỏ của bé Củ Dương nè. Bé Củ Dương 70.000 nè. Huế Nguyễn có rồi, em mua 4 bộ rồi đó, vậy là hồi bữa bị hiếp dâm. Nè, chị Trinh Võ em có hai cái áo chờ neo khác nhau, em đưa cho chị Trinh Võ luôn nè. Nè, ghi thêm Trinh Võ 80.000 nè con. Trinh Võ 80.000 nữa nè. Đầm lính đỏ khách lấy rồi, áo đen của chế Nguyên Thảo còn không đây? Rồi Nguyên Thảo bỏ chung với Du Hằng phải không? Phải Nguyên Thảo này bỏ chung với Du Hằng không? Du Hằng 80.000 nè. Du Hằng 80.000 nè. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. À, Du Hằng 80.000 rồi, ai nữa? Thanh Thúy nè, Thanh Thúy áo đen 80.000, coi thử Thanh Thúy nào nè. Áo hồng vuốt 50.000 dưới 85-88 kg, vải rất là đẹp mấy chị. Vải đẹp mê say luôn, một chấm là say đẫm. Em có một cái áo quá ư là màu đen luôn. Ồ, dễ thương chưa? Tăng 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 tăng, dưới 70 kg, áo xám 50.000, Đỗ Quỳnh Như 50.000 nè. Cái con áo vải này đẹp lắm nha mấy má. Cái con áo này em nói mấy chị là đẹp say sẩm luôn á. Bữa nay là tao nói nâng gói promotion mới là con Đỗ Quỳnh Như nó chơi tấu nóc luôn. Bình thường nó kém ngày 30 đô là nhiêu? 30 đô là 750.000, bữa nay nhân hệ thống nhân 2 lên một ngày nó kiếm 1.500.000, nó mua đồ chị Yên lúc nóc đỉ luôn. Chết mẹ luôn. Thiệt lòng. Bữa nay tao nói thiệt, Nguyễn Huyền Đà Nẵng nè. Nguyễn Huyền Đà Nẵng 50.000, bữa nay Đỗ Quỳnh Như nó chơi bung nóc đỉ luôn, tài khoản 3.000 đô. Chết chết, sống gì nổi trời ơi. Sống không nổi qua con trăng này đâu. Tôi nói thiệt. Rồi hôm nay xả cho mấy chị cái gì? Xả cho mấy chị bộ này 250, xả 120 cho hết hàng. 250 xả áo hồng của Lau Re Lau Vô nè. Lau Re Lau Vô 50.000 nè con. Xả cho mấy chị bộ này 120 cho bung nóc đỉ luôn. Dễ thương lắm nha mấy má. Phải phải, dạ ok. Biết sao em chưa có quen á, cho nên khi chị nói là chị phải chốt. Chốt Vu Hằng. Vu Hằng xong lấy đồ vậy nè. Bộ nhúng nè, sale 120, ok chưa? Bộ nhúng sale 120. Em nói thiệt mấy chị á, dắp đĩa rồi, cho tiền dây tiền góp không bằng chơi này nữa, không bằng đầu tư này nữa. Mà tao nói đi với bụt, mấy chị mặc áo cà sa mấy chị an toàn, thấy con đỉ mẹ luôn. Rồi bộ này sale mấy chị 120, có size XL, 2X, 3X. Áo lưới phía sau. Áo lưỡi Củ Dương nè 80.000. Bả cừ kìa. Hàng nhà bà nào đẹp mua riết thiếu nợ. Bộ 120 70 kg của Quỳnh Như nè. Quỳnh Như bữa nay mua lại nè. Quỳnh Như 120 nè con. Cờ Lucia Huỳnh nè. Cờ Lucia Huỳnh size L không chứ. Cờ Lucia Huỳnh trời ơi. Ngày hôm qua ổng giao cái bill chị mà ổng kêu cái gì Minh Châu em kiếm hoài không ra cái bill chị, em bị rối luôn á. Cờ Lucia Huỳnh rồi hết size của Lucia Huỳnh luôn nha, đã hết size, để từ từ kiếm hai bộ cuối cùng rồi hết size của Lucia Huỳnh. Nhúng của Quỳnh Anh Nguyễn Lam là 120 của Quỳnh Anh Nguyễn Lam. Nguyễn Thị Nay nè, Nguyễn Thị Nay 120 nè con. Quần dài đúng rồi. Ờ, ấy là ngày hôm qua ổng báo em á chị, ổng báo em á, em bị rối loạn tiền đình đó chị. Đây nè mấy bà mua cái đầm này nè. 75 kg của Hà Vi nè. Hà Vi 120 ai ghi? Hà Vi 120 nè. Nè chị nào mà chưa chốt cái đầm này để dành ăn cưới làm ơn chốt giúp em. Hàng xuất nó đẹp lắm mấy chị, đẹp không? Ôi, hơi bị đẹp. Đầm này size 12 là dưới 72 kg nè. Dưới 72 kg sale cho mấy chị 180.000 đầm này luôn.
250 sale 180. Con này mấy chị đi ăn cưới xinh lắm nha. Chốt giùm em đầm 70kg hot. Bài nào đang thả tim thả like làm ơn ngừng cái đi đó bà nội. Đụ mẹ rớt mạng bán được, chửi sao kêu mất dạy thiệt á. Quỷ à ngắt đầu vú liền luôn á. Đầm này thì dưới 75kg nè. Đầm này thì dưới 75kg. Một con size 12 và một con size 14. Một con size 12 và một con size 14 mấy má ơi. Mấy má ơi chốt giùm con cái mấy má ơi. Rồi lên tiếp tục. Em có một con dâm hồi nãy lúc đầu like mấy chị giật nè. Dâm này dưới 73kg 160.000. Dâm này ở giữa có cái đường nhúng eo rất là đẹp nha. Dâm hoa cúc 160.000. Size dưới 72-73kg. Bé Hiền Huỳnh nè, 120 của bé Hiền Huỳnh. 120.000 của bé Hiền Huỳnh nè. 70kg hết rồi chị Hương Thùy ơi. 70kg hết rồi. Trời ơi làm ơn làm phước chốt hai con đầm này giùm em cái. Qua trời ơi em nói thiệt mấy chị nó đẹp gơ đẹp lắm lận. Trời ơi nó đẹp mà ta nói nhìn muốn xíu luôn á. Nè Văn Nguyễn hình nền tím 160 nè. Em nói mấy chị là cái con này nó này là nó quá trời đẹp luôn. Anh làm bill Văn Nguyễn hình nền tím này nhớ trừ ra cho bả gì nha. Trừ hết rồi. Mà em nói thiệt với mấy chị á là cái con dâm này nó đẹp. Ôi lộn nói con ào con đầm hàng xuất. Rồi chị Thiện treo hai con đầm này lên nè. Đầm vết này còn size L, chị nào dưới 75kg chốt con đầm vết này 280 sale 200. Con đầm vết nâu này sang lắm. Con đầm vết nâu này rất là sang nha. Nói cho biết nha, là con đầm này vải đẹp mà sang lắm. Chốt giùm em đầm nâu với chị ơi, đầm nâu. Rồi lên một mã cuối cùng rồi, giải tán đám đông mai mình gặp nhau lại nè. Lên một mã cuối cùng là bộ gấu, hình như bộ này 130 sao á. À đúng, rồi để coi thử. Bộ gấu đen hồi nãy má nào chưa chốt bộ này cho. Bộ này 100.000 nãy giờ má nào chưa chốt là chốt nè. Dưới 85kg nè, bộ gấu đen nè. Gấu đen hồi nãy ai chốt nè. Lâu ra lâu vô phải không? Rồi bộ này của lâu ra lâu vô 100.000 nè. Nhớ chứ. Lâu ra lâu vô đúng không? Lâu ra lâu vô nãy chị Yên nhớ em chốt bộ này nè. Mà xong rồi cái lúc đó có màu bò lên nè, đúng không? Lâu ra lâu vô. Mày đúng mà vỗ tay thưởng cho tao cái đi lâu ra lâu vô ơi. Thưởng cái đi lâu ra lâu vô. Trời ơi nghĩ sao mà bộ bi đen vậy còn bộ mai lấy giùm tôi. Trời ơi thiệt hết chứ. Rồi em còn hai con quần rinh nè. Dưới 70kg hai con quần rinh xe mấy chị 150.000 luôn. Nè xe mấy chị 150.000 còn hai con quần rinh dưới 70kg nha. Dưới 70kg còn hai con quần rinh. Một con là có rách nhẹ nhẹ và một con là không có rách mà ở sau túi có chữ Dior. Đó. Rồi ai chốt cái chi thì chốt lên giúp giùm em đi mấy chị. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng bộ gấu của lâu ra lâu vô không? Treo lên nè quỷ. Đúng chưa? Đúng chưa? Vô đây lấy. Ê còn bộ cô Tông tức lòng lộn nè. Bộ cô Tông dưới 85kg dày không ai lấy đâu. Nè mấy má coi giùm con cái bộ cô Tông dày không ai lấy. Coi nè. Bộ cô Tông con dịch nè. Dưới 85kg dày không ai lấy. Tức cái cửa mình cho mấy chị. Tức. Quần rinh rách của Nguyễn Hiền nè. 150.000. Quên là gì vậy Tuấn Linh. Rồi bộ cô Tông 150.000 vải dày không ai lấy đâu mấy má. Thiệt lòng luôn á. Mấy má làm con buồn mấy má quá à. Nó quýnh rồi sao la chui. Nó quýnh sao là cái mỏ như cái chua rồi sao la chui. Dạ mấy chị mua giùm em. Hôm qua về hai mẫu đầm. Chị Thiện lấy hai mẫu đầm của hai cái bao rồi đã vô size L ở đây ơi. Để nghe đầm tím hồi nhưng chưa thấy đây. Đây đang lên đầm tím cho coi nè. Trời ơi đầm tím đẹp lắm. Anh nhớ sáng em dặn anh cái bill gì Facebook Ý Yên mà không thu không. Không rách là ở sau đó chị. Bộ bi đen 80kg hết là chị Thảo. Bộ bi đen em còn size L thôi Thảo. Nè nè coi đầm đẹp nè. Đầm này chị Du Hằng lấy rồi. Coi đầm đẹp nè. Trời ơi. Chị Thiện kia kiểm tra bill cô Du Hằng thử có cái đầm tím 300 chưa. Coi đầm tím nè mấy chị. Đầm này mà mấy chị mặc không đi tiệc không đẹp kiếm tôi luôn. Nè làm ơn coi cái vải nè chị Vi Tu. Trời ơi cái vải coi giãn đẹp cực kỳ luôn. Con này nè. Ha trời ơi. Trời ơi coi nè. Có rồi thôi chứ la làng la sớm gì ông nội ai bóp giá em vậy. Dạ có rồi thôi cất vô đi ông nội. Mày cũng lầy lắm.
tao chưa có tiền chuyển khoản đâu. Mai mày đặt, mai mày mà đòi một cái là lấy cái đầm tím này hai cho cô Huyền Huỳnh nè, 300 với lùn đầm tím hai cho cô Huyền Huỳnh 300. Nhờ chị Huyền Huỳnh mà cái tài khoản Vietcombank em có người chuyển khoản vô thiệt. Rồi đầm đen 208, đầm đen 208 nè quý vị, hơi bị xin nha, buồn cái gì 87 bí mà cứ 85kg trở xuống hoài, không không tầm được bao, tùy bao chị, tùy bao hàng hàng ngày về. Đầm ngọc trai nè quý vị ơi, đây là đầm ngọc trai nha, đây là đầm ngọc trai nhá, đầm ngọc trai này là 280.000 đầm ngọc trai. Bé Lùn lấy hai cái đầm này xay trên L bỏ lên cầu thang chút chị Bi đem lên lầu. Tím dài tới ống quyển, trời ơi con tím này mặc đi tiệc là chết luôn á. Con tím này mặc đi tiệc là chỉ có đi đứng đường. Con tím này mặc đi tiệc là chỉ có đi đứng đường luôn á gái, thiệt lòng luôn á. Ủa ta đang nói cái gì? Con tím mặc vô đẹp đi đứng đường, đúng không? Tao nhớ rồi. Nè xếp hai đây lại nè Bi, lấy cái tím xay trên L với cái đen xay trên L. Ốc bố con cạp không có để ý gì hết mà ốc. Tím 90kg của Vi Tu nữa với lùng 300 nha, đồng tím là 300 đó. Tao kêu lấy cái tím cái đen để chụp hình, đứng lấy size cho đẻ xong ốc. Vi Tu 2XL Du Hằng mua giùm mình đó, mình 78kg đó bạn. Vậy hả chị Thảo? Hai chị ở bên nước vài, ở bên nước vài hả? Trời ơi Nè nãy giờ sót cái bộ này dưới 70kg nè, xe 160 nè, trời đất quỷ tần ơi. Trời ơi coi giùm em cái nè mấy chị, nghĩ sao cái bộ này dưới 70kg 160 mà quần dày không ai hốt cho tôi, quần ống bát, ống rộng rộng bát bát nè. Rồi chốt giùm em bộ bò dưới 70kg 160.000, trời đất quỷ tần ơi. Bực mình vô quýnh lộn ơi. Cho một cái tiếng tay L của Đỗ Quỳnh Như. Tôi nói ông Tư trước sau cũng dính đạn à. Thiệt. Dính gì thì tôi chưa biết. Bộ bò của Văn Nguyễn hình nền tím nè, 160 của Văn Nguyễn hình nền tím. Rồi chị Thiện ra đây. Vô đây. Bưng cái bao này lên bỏ chỗ cũ, biết chỗ nào không? Quên mất tiêu rồi. Mày quên một cái tao khỏi trả tiền mày luôn. Ở đâu? Trên lầu. Hai cái bao này bỏ trên lầu 3 là từ phòng Bé Lùn đi lên nha. Yes sir. Còn nước non ở trên nó có đổ tháo ở trển không? Không hề. Tao nói rầu á. Một cái gì đây nè chị. Ồ bộ này hot XL chị à. Bộ này em định giới thiệu chị, bộ này mà giờ hot XL sao em giới thiệu chị được. Đưa cái bộ này size đây nè. Đưa bộ này cái nè. Em có cái bộ này đẹp lắm nè. Từ từ chị Thiện. Mày lên chỗ gần phòng Út có cái bộ rêu lấy cái size L xuống đây. Bộ rêu gần phòng Út á. Chị ơi tổng cộng em bộ rồi không biết nữa. Đây nè chị Du Hằng, mua cái ba hai bộ này luôn đi rồi nghỉ. Đây nè, bộ caro này mặc lên gọn lắm. Mạng sao đứng biết em nè. Chị coi cắt laser là dễ thương lắm. Rồi chốt giùm em bộ caro vàng này kèm số ký với chị. Bộ này kèm quần chính tắc nha. Bộ bà 70kg khách lấy rồi chị Hương Thùy. Chốt giùm em bộ caro vàng. Chốt giúp giùm em bộ caro vàng kèm số ký. Hôm nay em đâu có giấu gì mặc đâu anh chị. Hôm nay em giấu được có con đồng để tối mặc xì tin với chồng em chút. Nhớ em giọt mộ. Dạ đúng rồi ông nội. Đây nè, chị Du Hằng lấy cái bộ này nè. Cái bộ này mà đi qua bển mà chị mặc mà không dễ thương, mà không vải, không mịn, không mát đi kiếm em. 260.000 bộ rêu này nè mấy chị coi nè. Bộ rêu bẹt vai như thế này nè ha. Kèm với quần ống rộng nè quý vị. Trời ơi chậm má, cái bộ rêu này nó đẹp lắm luôn á. Cái bộ rêu này hồi bữa em mặc đi khách người nào cũng khen là cái bộ rêu này nè mấy chị. Chốt giùm em rêu kèm số ký. Áo khoác bây giờ còn đúng màu tím thôi chứ thiệt. Lên trên kho còn 4-5 cái áo khoác màu tím lôi xuống đây. Còn 4-5 cái á. Tán mặt mày cho thiệt không. Mày mày ghìa chữ biết nha. Tao đầu thai không nổ là gì mày không á. Wow. Em còn mấy cái này lâu ra lâu vô. 220 sale 160 cho hết. Ô dễ thương lắm. 65kg đến 100kg. Áo khoác này chị nào đã mặc là chị đó ghiền. Nè áo khoác đá nè. Có chỗ xỏ ngón tay nha. Có túi trong túi ngoài, có nón và có dây rút. Rồi 160 còn 4 cái.
160.000 còn 4 cái. Hồi trưa nay ai hỏi màu mò mà tao trả lời hết bay. Chết mèo, real size L của Hình Như, 260 của Hình Như nè. Gì vậy? Ở đâu ạ? Né ra bé lùng. Địa chỉ, số điện thoại có địa chỉ đâu, anh cũng biết địa chỉ ở đâu. À chị Du Hằng ơi, chị cho giúp em cái địa chỉ đi, ở trên này là chỉ có số điện thoại thôi. Du Hằng ơi, ở trên này có số điện thoại thôi chị. Chị cho em cái địa chỉ để em ship hàng qua chị nha. Tại bên em không gọi điện chốt hàng chứ cho giùm em cái địa chỉ luôn. Du Hằng, chị Yên bán đồ nói chuyện dễ thương quá, em coi mắc cười, bữa nào chị buồn chị vô gặp em. Chị Du Hằng nhắn giúp giùm em cái địa chỉ để mai ship hàng chị. Tại bên em không gọi điện chốt hàng à. Du Hằng có 60kg à mà mua đồ bên bạn là mình mua đó. Dạ biết rồi chị Thảo. Ủa em đang bán tới cái gì à? Rồi hết rồi đó. Rêu mặt không biệt, dạ rêu mặt không biệt dai lên tới đây được chị. Một là mặt biệt dai như tuổi tin. Nè chị Hiền Huỳnh, nè lên lấy bộ rêu size 2 cho cô Hiền Huỳnh. Bộ rêu, nè chị để cái áo lên đây bình thường, vẫn bình thường chị, nó thành là cổ tròn ha. Nhưng mà vải đẹp lắm chị. Vải đẹp như cái thiệp, ấy lộn không phải. Vải đẹp như gì đó. 260 của bé Hiền Huỳnh nè. 260 của bé Hiền Huỳnh. Dậy đi em đừng ngủ dây vô. Dậy ra coi ba má má đi chưa. Thôi hẹn mai gặp lại chị. Bán nhiều quá sợ cái dầu nó tới đột xuất nữa. Rồi mai gặp lại quý vị nha. Xin ra làm danh thề mà còn ba má bắt đi bán live stream. Không có. Để mày rảnh để đi. Giờ tao bán xong tao rảnh tao kể cuộc đời cho nghe. Là ba má tao không có bắt tao bán live stream. Mà ba má tao thì bắt tao làm gì biết không? Bắt tao làm giáo viên. Đổ mẹ cái miệng tao đi làm giáo viên. Học sinh chắc nó chết, nó nhảy lầu hết trơn á. Cái bữa nào mà coi như bữa đó tao buồn tâm, tao buồn lòng á, thì tao la cái kiểu dịu dàng, thì tụi bay chửi tao sao bữa nay uống lộn thuốc ở bà nhập ha. Hay là tao nói dông thằng nào nhập. Đó mà nghĩ sao tướng tao, ba tao bắt học giáo viên. Cái xong học tao mới bán live stream á, tao cũng đầm thắm lắm. Rồi một ngày nọ đẹp trời đủ má nó bơm hàng tao. Cái xong người ta bắt cái like tao chữ, ba tao viết giấy từ tao luôn, viết dòng tin nhắn dày này SMS gửi tao. Cái gửi buổi tối đó cái xong cái qua ngày sáng mai ba tao thu hầu lại. Thu hầu cái tin nhắn lại rồi từ đó ba tao không nhìn mặt tao. Ba tao nói livestream của tao vô bạn bè ổng nhìn tao xấu hổ. Đấy. Cái xong từ đó ba tao từ tao cái nhà tao và một lần nghe tao chữ á, hay là bạn bè nghe tao chữ là đòi bán vốn ba tao không à, nó cho mất dạy vậy đó. Nhưng mà giờ tao nói mày thiệt á, tao nói đổ bếp mà rùa gì vũa miếc, nung miếc cũng thành cây kim. Giờ quen chữ đâu. Cho nên tao nói chữ là cái thương hiệu, là cái mỏ của tao, cho nên thông cảm đi. Đó, đầu đuôi vậy, cởi khúc giữa cho nghe. Chứ thiệt sự bán hàng ế mà gặp mày với tao cũng đi chết luôn á Nguyễn Lý. Đợi quần rinh đợi ráng 2-3 bữa nữa đi thu thủy. Còn chừng nào đi ra mắt nhà trai không có, tao cho mượn cái xà rong tao quấn đỡ. Mua đồ cũng phải từ từ chứ mấy má. Mua đồ mà nôn quá rồi đổ má cái dầu nó chạy tóc ngờ ai chịu cho được. Rồi vậy nghe, ý vậy á, mai gặp lại nè.